Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Dưới 40 triệu đồng chọn Ceteca, Yamaha Lette hay Honda Leaf. Các chiếc Ceteca mới, Yamaha Lette thiết kế phong cách hiện đại, chốt mức giá bán ngang ngửa đối thủ nặng ký Honda Leaf, khiến phân khúc Ceteca bình dân tiếp tục dậy sóng. Cách đây chưa lâu, nhãn sức xe máy Yamaha đã tung ra một cái mẫu tay ga Figo và lập tức thốt được cái sự chú ý từ làng xe hai bánh ở Việt Nam. Cái mẫu xe này được đánh giá đối thủ trực tiếp của cái chiếc Honda FS. Nhưng chưa dừng ở đó, mới đây Yamaha tiếp tục giới thiệu một mẫu tay ga ST ra mắt ở thị trường Việt Nam để cạnh tranh với cái chiếc Honda Leaf. Về mặt diện mạo, Yamaha ST có cái sự kết hợp hài hòa giữa cái sự mềm mại cộng với những chi tiết sang trọng thừa kế từ Noza. Cái phần mặt nạ trước nó bật với những cái đường nét mượt, có cái gò ở giữa kéo nhọn mũi kết hợp cùng với cái bộ đôi đèn bố trí ở hai bên cái vần trang khuyết. Chưa hết, cái chiếc Yamaha ST còn được trang bị cho mình một cái đồng hồ điện tử LCD hiện đại, một số chi tiết tạo điểm nhấn cho cái tân binh của nhà Yamaha. Cùng với đó là cái nắp bình xăng được bố trí ở phía trước, tạo ra cái sự thuận tiện cho người lái khi cần đổ xăng. Và trên xe lại được trang bị cho mình chìa khóa thông minh cũng rất là hiện đại. Cái sàn để chân rộng rãi cùng với tay lái hạ thấp tạo một tư thế lái rất thoải mái cho người lái xe. Nếu trong một cúp Ceteca bình dân thì Honda Leaf vẫn được mệnh danh là vô địch và cái cốp đựng đồ chí yên, một cái điểm rất được chị em phụ nữ Việt Nam lựa chuộng. Thì giờ đây Lette cũng gây ấn tượng không kém khi có cái cốp đựng đồ rộng tới 37 lít. Tuy nhiên, nếu xét về mặt động cơ, dù Yamaha Lette được trang bị động cơ Duro 125cc hiện đại với kết cấu xanh đơn, nhưng công suất đầu ra của cái sản phẩm đến từ nhà Yamaha tỏ ra yếu hơn so với cái chiếc Honda Leaf 105 một chút. Mặc dù vậy, Lette vẫn tỏ ra linh hoạt và nhạy bén với chỉ số công suất tối đa 8,2 mã lực cùng với một cái momen xoắn cực đại 9,7 Nm. Đáng nói hơn là Yamaha Lette mới đây được chốt mức giá bán niêm yết chính thức ở Việt Nam dừng ở mức giá cũng rất hợp lý, 37.500.000 đồng. Mức giá này tương đương với cái chiếc Honda Leaf phiên bản tiêu chuẩn nhưng thấp hơn hẳn so với cái chiếc Leaf cao cấp và đen mờ. Chưa kể là giá bán của Honda Leaf khi về các lý thường trên cao hơn mức giá đề xuất. Cả Yamaha ST và Honda Leaf đều hướng tới đối tượng khách hàng là nữ. Mỗi mẫu xe đều có những lợi thế riêng của mình và cho thấy hai thủ xứng tầm cùng nhau. Cảm ơn các bạn theo dõi đến đây để tiếp nhớ like, subscribe.